mẹ đi bộ để duy trì động lực và giảm cân hiệu quả. Tìm người đồng hành. Có một người đồng hành là cách tốt nhất để đi bộ lâu dài, trong khi trò chuyện, quãng đường đi được sẽ tăng lên. Đi bộ ngoài trời. Đi bộ ngoài trời giúp bạn tận hưởng khung cảnh ngoài trời cũng như có được tinh thần sảng khoái hơn. Ngoài ra, đi bộ cùng một địa điểm mỗi ngày có thể trở nên khá nhàm chán. Vì vậy, thử tìm các địa điểm khác nhau để đi bộ. Điều này duy trì động lực đi bộ và giúp bạn khám phá những địa điểm mới. Xen kẽ giữa đi bộ và chạy bộ. Cố gắng xen kẽ các cuộc đi bộ của bạn với các cuộc chạy bộ và chạy bộ nhỏ. Điều này giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể và đốt cháy thêm calo. Bên cạnh đó, cơ thể cũng tiếp tục đốt cháy calo ngay cả sau khi bạn hoàn thành. Chọn các địa hình khác nhau. Trong khi đi bộ giảm cân, hãy cố gắng mang lại sự đa dạng bằng cách đi bộ trên các địa hình khác nhau. Một số ngày có thể đi bộ dọc theo đường phẳng, trong khi một số ngày có thể leo dốc hoặc leo cầu thang.